Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay, ngày mùng 7 tháng 10. Và ngày hôm nay là một cái ngày đặc biệt, ngày sinh nhật của anh em Thọ Nguyễn. Anh em Thọ Nguyễn là một trong những anh em phải nói là đầu tiên đăng ký hội viên ủng hộ tôi ở trên kênh. Anh em Thọ Nguyễn cũng là một trong những anh em tương tác rất tốt cũng như là ủng hộ tôi trong suốt một cái khoảng thời gian dài. Chính vì thế, clip ngày hôm nay tôi sẽ làm như một món quà gửi tặng anh em Thọ Nguyễn nhân ngày sinh nhật của anh em. Chúc anh em thành công trong sự nghiệp, gia đình hạnh phúc. Và trong ngày sinh nhật của anh em Thọ Nguyễn thì anh em Thọ Nguyễn có mong muốn là tôi làm bộ 9 Hunter. Ok, cái bộ 9 Hunter ấy, mấy ngày hôm trước là tôi đã rất là muốn làm rồi. Tôi phải nói thật là như thế, tôi rất là muốn làm mấy ngày hôm trước rồi. Nhưng mà tôi đợi đến cái sinh nhật của anh em Thọ Nguyễn đấy thì tôi mới làm. Anh em còn nhớ clip hôm trước mà tôi gặp đối thủ nó chơi cái con Live Deadline, xong rồi nó kẹp vào cái bộ 9 Hunter không? Anh em có nhớ cái clip đấy không? Đấy thì sau cái clip đấy là tôi đã rất muốn làm cái bộ 9 Hunter kẹp Live Deadline rồi. Đấy nhưng mà xong rồi lại đến anh em Thọ Nguyễn lại có mong muốn là tôi làm bộ 9 Hunter nữa. Chính vì thế là tôi để dành đến ngày sinh nhật anh em thì tôi làm một thể luôn. Đấy, tôi gộp cả hai cái vào luôn. Và tôi phải xin đưa ra cảnh báo trước cái clip. Đấy là cái bộ này tôi đã chơi rồi và nó rất nghiện nha anh em nhá. Cái bộ này nó chơi nó nghiện lắm anh em ạ. Đấy, và rất có thể là sau cái clip này ngày mai nó sẽ tràn ngập ở trong rank. Tôi phải khẳng định với anh em là cái phần trăm ấy nó phải lên tới 99% là ngày mai sẽ có rất nhiều người chơi. Đấy, nên là tôi cũng xin lỗi trước các anh em mà chơi cái bộ Clive là anh em sẽ bị tranh cái con Live Deadline. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà anh em là một pro player chơi Clive ấy, chơi hệ Clive, chắc anh em cũng không phụ thuộc quá nhiều vào con Live Deadline đâu. Mà nó còn có rất nhiều con có thể chơi, ví dụ như là con Dragon Clive hay là cái con Avenger Clive cũng được mà, đúng không? Đấy là, đều là những cái con co có thể chơi được trong bộ Clive. Đấy còn tôi thì tôi mượn tạm cái con Live Deadline một tuần nha anh em nhá. Để cho các anh em khác, các anh em tạo thành cái cho chen ở trong rank. Chứ là tôi biết là cái con sói của tôi sau khi mà tôi làm cái clip ra thì chắc là nó nguyên một tuần toàn Gladiator sói rồi anh em ạ. Dã man thật sự. Bây giờ ai Gladiator có phải kẹp thêm con sói vào cho nó chắc cú. Đấy, ngày trước ấy là kẹp sâu đúng không? Kẹp sâu rồi kẹp gấu, nhưng bây giờ không, phải kẹp sói cơ. Đấy, bỏ ngay cái con gấu với cả con sâu đi. Đấy, không là nó sẽ bị trùng cái bộ beat. Đấy, và tôi cũng cảnh báo rồi đấy. Là nếu mà anh em thấy cái bộ Gladiator sói ấy, dồn đồ cho con sói ấy, nó nghiện như nào thì cái bộ này nó nghiện tương đương như thế nha anh em, nghiện lắm. Tôi chơi một mạch luôn, sờ farm khoảng chục trận như này luôn. Đấy, toàn top 1 top 2 thôi. Toàn top 1 top 2 thôi. Đấy, một vài anh em mà tôi đã coi như là sâu tôi đã khoe rồi đấy. Thế nên là anh em yên tâm là cái bộ này rất là ok nhá. Tôi nói là ổn nhá anh em nhá, chứ tôi không có bốc phét đâu. Anh em cái trận đấu nào ấy, cái đội hình nào mà tôi nói là leo rank ổn ấy, leo rank ok ấy, là ok nhá anh em nhá. Và cái bộ này tôi đã chơi ở cái mức rank queen và tôi đã gặp là toàn top server thôi. Tôi đã gặp là cái gì? A cộng tả này, A cộng tả ở top 1 server đấy, Việt Nam đấy. Hay là tôi đã test với cả top 10 của cái server thế giới rồi. Đấy, đã gặp server thế giới DG Song này. Đấy, hay là cái thằng Nhật Bản ấy tốt đang top 1 là tôi cũng đã gặp và tôi đã chơi rồi. Và tôi vẫn được là top 2. Đấy, rất là ok nhá anh em nhá. Ở cái mức rank queen đấy. Đấy. Thì là rất là ok, nên là anh em yên tâm là cái bộ này là chơi, tôi nói là chơi rank là được nhá anh em nhá. Leo rank ổn áp luôn. Và tất cả những cái bộ nào mà leo rank ổn áp thì tôi đều có nói ở trong clip. Còn những cái bộ nào mà tôi nói là tôi chỉ làm for fun thôi, tôi chỉ làm gọi là content thì tôi cũng nói ở trong clip luôn để cho anh em biết nhá. Cái bộ này là chơi được. Đấy. Còn chơi được như nào, nó khỏe ra sao thì hồi sau sẽ rõ anh em nhá. Hồi sau sẽ rõ. Đấy, thậm chí là anh em sẽ xem clip này anh em sẽ biết cách để xây dựng làm thế nào để nó ok nhất nha anh em nhá. Bởi vì tôi chơi nhiều rồi, tôi có kinh nghiệm xây dựng rồi nên tôi có thể tôi sẽ rút ngắn cái việc anh em nghiên cứu, anh em tìm hiểu thì anh em xem một phát là anh em biết ngay cách xây dựng. Đấy, thế thôi. Còn bây giờ như thường lệ tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Đấy, cái này là lúc nào cũng phải có. Tôi xin được cảm ơn anh em Huỳnh Ngọc Thanh và anh em Asen Mai Thạnh Triều đã donate ủng hộ cho kênh. Đồng thời tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Tuyến, anh em Nguyễn Đức Lợi đã đăng ký làm hội viên ở trên kênh. Cùng với đó tôi xin được cảm ơn anh em Phạm Tuấn Minh, anh em Nguyễn Dương, anh em LOL Play Korea, anh em Trần Hùng và anh em Viên Thế Khải đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh, trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Đoạn đầu đăng eco thì tôi cũng xin được giải đáp một số những cái thắc mắc của anh em. Có thể là các anh em, có đa phần các anh em vẫn chưa biết.
Và có các anh em biết rồi, nhưng mà các anh em cái câu hỏi này tôi xin trả lời các anh em chưa biết nhá. Còn các anh em biết rồi thì thôi. Đấy là có anh em Asen, anh em Asen có hỏi tôi là cái gậy tá ác ấy hoặc là cái huyết trượng ấy, nhưng mà ghép mà cho cái con Dark Spirit nó là cái đam thuần thì nó có được tăng sức mạnh của cái skill của nó không? Thì chắc chắn rồi, là có rồi nhá. Một vài anh em vẫn đang hiểu nhầm. Cái gậy tá ác hay là cái huyết trượng là nó chỉ tăng sức mạnh cho cái đam phép. Đấy, đam magic đam, nhưng mà thực ra không phải. Nếu mà nó là kỹ năng ấy, nó có kỹ năng nha anh em nhá, nó có kỹ năng là nó sẽ tăng đam. Tôi lấy ví dụ cho anh em dễ hiểu này. Ngoài cái đam skill của con Dark Spirit nó là đam thuần ra thì nó vẫn được gây đam. Tức là nó tăng cái phần trăm, đúng không? Nó gây đam là trừ máu theo phần trăm. Thì ở đây anh em thấy là nó sẽ trừ cái lượng máu của nó là ở level 2 sao nó sẽ là 8%, đúng không? Đấy, 8% thì nếu mà anh em ghép được cái huyết trượng và cái gậy tà ác anh em tăng được 100% thì có nghĩa là cái skill của con Dark Spirit ấy nó sẽ là 16% đấy anh em. Dark Spirit mà cầm huyết trượng ở level 2 thì nó sẽ là đốt 16%, rất đau. Đấy. Anh em chưa biết à? Nếu anh em chưa biết thì anh em có một cái gọi là thiếu hụt rất là lớn trong cái con game này. Đấy, anh em biết cái đấy vào là nó khác hẳn ngay. Cho Dark Spirit cầm đồ rất mạnh. Đấy, hay là tôi lấy ví dụ như là con Light Bloodline nhá, con Light Bloodline đúng không? Mặc dù là nó không có skill nhưng mà ấy, nó vẫn tăng cái lẩy của nó ấy, cái đạn lẩy ấy. Anh em cầm vào nó tăng 100% đam của cái đạn lẩy. Đấy. Hay là như con cung chẳng hạn, con cung đen. Anh em cầm cái gậy tá ấy, anh em cho con cung đen nó cầm thì là nó được tăng đam, trong khi là cái gậy tá ấy nó không hề có là coi như là cộng đam đúng không? Nhưng mà nó lại tăng là 50% cái sức sát thương của cái skill của nó. Tức là con cung đen thì nó được cộng phần trăm thì cái này nó cũng tăng cái phần trăm này lên. Đấy. Và tôi đã có clip test rồi đấy, test ở trong cái clip anh em tìm cho tôi clip 196 nha anh em nhá. Anh em xem cái clip 196 thì anh em sẽ biết được cái điều đấy. Đấy, đơn giản thôi. Còn cái gậy, những cái gậy mà tăng sát thương của kỹ năng ấy, nó đều có khả năng tăng đam. Đấy. Ngoài những cái kỹ năng mà có thể bắn trưởng ra, tung trưởng thì những cái kỹ năng còn lại ấy, gây đam vật lý ấy, nó cũng vẫn tăng nha anh em nhá. Đấy. Đấy chính là cái lý do mà anh em thấy là có cái trận đấu mà siêu ách, anh em nhớ không? Siêu chiến binh ách. Tôi ghép cái gậy huyết trượng ấy cho con ách phản đau hơn anh em ạ. Nó phản đau hơn và nó hồi máu được. Nó cái phản của cái bọn 9 warrior nó đau hơn. Đấy, giáp tăng to hơn. Đó, nó tăng cái phần trăm của cái phản của cái giáp xoay lên. Tất cả những cái hiệu ứng từ trên người con tướng ấy gây đam kỹ năng nó đều tính hết nhá anh em nhá. Từ cái giáp xoay này, từ cái búa sét này, từ cái hai tia. Cái tia thứ hai ấy nó cũng là gây đam kỹ năng đấy anh em. Nó tính là đam kỹ năng từ cái tia thứ hai. Nếu anh em cầm cái ba tia cho con Calong ấy thì cái tia thứ hai, thứ ba của nó đều tính là đam kỹ năng hết anh em nhá. Và những cái đam kỹ năng đấy nó sẽ được tăng bởi huyết trượng, được tăng bởi gậy tá. Đấy, nó tăng đam ở những cái gậy tá và huyết trượng lên. Đấy, 100% luôn. Đam đến từ búa sét, giật sét lan ra là cũng được cộng 100% cái sức mạnh tấn công của cái búa sét. Đấy. Đấy là những cái món đồ mà anh em có thể thể tăng được đam. Hay là tôi lấy ví dụ như là cái bộ Greater ấy, anh em có cái đòn đánh mà nó đánh chói ấy, là nó sẽ gây ra được cái lượng đam nó 50 đam là cố định. Nhưng nếu anh em cầm cái gậy tá ác hay là anh em cầm huyết trượng ấy, anh em đánh ấy thì nó sẽ được tăng đam đến từ cái đòn đánh mà có gây chói anh em nhá. Và một cái cách đơn giản hơn để nhận biết đấy là anh em nhìn cái bảng thống kê sát thương. Cái dòng màu vàng ấy, đấy, khi anh em cầm những cái đồ món đồ đấy tăng cái sát thương kỹ năng thì cái dòng màu vàng ấy nó sẽ được tăng. Đấy, cái đoạn màu vàng nó sẽ tăng lên nhá anh em nhá. Còn cái điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với một vài anh em cũng mới xem kênh hoặc là cũng mới đăng ký hội viên. Đấy là cái việc mà tôi làm clip theo yêu cầu ấy, thì thực ra tôi nói từ trước đến nay rồi là không phải là vì là anh em là hội viên mà tôi làm clip theo yêu cầu của anh em. Mà về mặt gọi là đặc quyền của hội viên ấy thì anh em sẽ được ưu tiên hơn thôi. Đấy, tuy nhiên là nó phải dựa trên cái việc là cái line up mà anh em yêu cầu tôi. Nó là cái app line up gì và tôi có thực hiện được không?
nếu mà tôi không thực hiện được thì tôi chắc chắn là tôi sẽ không làm nha anh em nhá. Tôi lấy ví dụ như là anh em lay là có yêu cầu tôi làm rất nhiều những cái bộ mà tôi thực ra là tôi không thể làm được đấy. Anh em có thể tìm ra một cái bộ mà nó dễ hơn. Tôi lấy ví dụ như anh em yêu cầu tôi chơi cái bộ là dồn đồ cho Grand Herald làm co thì nói chung là tôi chịu thôi nhá, khó quá không thể làm được. Dồn đồ cho Grand Herald là một này, thứ hai là anh em lại có một cái yêu cầu khác là yêu cầu là dồn đồ cho con Phượng Hoàng, con Spirit Ember ấy, Spirit lửa ấy, thì thực ra là cái con đấy nó chỉ là một con support thôi đấy, không thể nào mà có thể làm co được. Dồn đồ thì thứ nhất là gì, đam bé đánh chậm máu bé đấy, đam kỹ năng thì không có kỹ năng, không có đam kỹ năng đấy, cooldown skill thì lâu tới 40 giây, thế thì làm sao mà có thể là dồn đồ cho nó để làm co được anh em đó nhá. Nên là tôi muốn nhấn mạnh cho các anh em tất cả các anh em trên kênh một lần nữa này, là tôi sẽ làm yêu cầu là cho tất cả các anh em ở trên kênh đấy, và anh em hãy ra một cái đầu bài mà thỏa mãn được cái tiêu chí, nó là thứ nhất nó là hấp dẫn đấy, hấp dẫn này, nội dung hấp dẫn, ý tưởng hay. Cái thứ hai là có thể là được nhiều người yêu cầu, được nhiều người yêu cầu. Và cái thứ ba là gì, là tôi phải làm được. Và cái điều thứ ba nó là cái điều quan trọng nhất anh em nhá. Đấy, và tất nhiên là các anh em hội viên thì vẫn được ưu tiên hơn đấy, tức là các anh em hội viên mà có ý tưởng hay này, rồi có những cái đội hình mà thực sự là có nhiều người quan tâm thì tôi chắc chắn là tôi sẽ ưu tiên các anh em hội viên làm trước đấy. Lấy ví dụ như là anh em đợt trước là có anh em Vũ Luận chẳng hạn, bộ rất hay đấy, cái bộ sói Glitter đấy là ý tưởng của anh em Vũ Luận đã gợi ý cho tôi đấy, sau đó là có anh em Trần Đức Trung là cũng gợi ý cho tôi cái bộ đấy, thế là tôi làm thôi đấy, cái bộ rất hay, ra phát là thành trend luôn, rất hay luôn đấy. Anh em cứ phải tìm những cái bộ mà nó như thế anh em ạ, những cái bộ mà nó thành trend ấy. Tôi chỉ thích làm cái bộ thế thôi, nó có thể là nó hơi khó một chút nhưng mà nó có hốp một tí anh em nhá. Nó phải có hốp một tí để được top 1. Ra clip thì tôi làm thế nào để cố gắng ấy, cái nỗ lực của tôi để được top 1. Chứ còn cái lâu hốp ấy chả có thể là mà có thể cố gắng để được top 1 được ấy, thì là thôi nhá anh em nhá, nghỉ thôi. Còn tôi phải nói thật là các anh em nào mà yêu cầu ấy, mà được lên clip ấy theo yêu cầu của anh em ấy, là anh em rất là may mắn đấy. Bởi vì trong cái kênh của tôi nó nhiều yêu cầu lắm anh em. Clip nào tung ra một cái là dưới clip đấy là comment là rất nhiều yêu cầu, rất nhiều các cái bộ khác nhau. Đấy anh em cứ thử nghĩ mà xem, một cái clip khoảng chục cái comment yêu cầu chơi bộ thôi mà anh em được chọn để up lên thì nó rất là may mắn đấy. Đấy, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, nó có rất nhiều những cái yêu cầu nó tồn đọng lại. Nhưng mà cái yêu cầu của anh em được chọn để làm clip thì nó rất là may mắn nha anh em nhá. Chứ còn có rất nhiều người là yêu cầu và không được làm, cũng như là có rất nhiều người yêu cầu nhưng mà rất lâu mới được làm. Đấy, chứ không phải đơn giản đâu anh em nhá. Rồi, mai vẫn chưa có đủ 6 Hunter anh em ạ, cay thật. Vẫn đang phải đánh chữ thua. Làm một Blitz Line thì vẫn mới chỉ có một con thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là cái bộ này là một cái bộ mà có hốp, có thể chơi được. Tôi chơi rồi tôi biết, nghiện lắm. Đấy, tôi chơi rồi nên là tôi cũng nhắc cho anh em biết là cái bộ này là leo rank được nhá anh em nhá. Rồi chúng ta đợi một chút rồi chúng ta đủ 6 Hunter thì comeback thôi anh em ạ. Còn chưa đủ 6 Hunter thì cứ từ từ đã, cứ bình tĩnh, không phải vội. Bộ này là phải chơi bằng con co là con Light Blade Light cơ. Đấy, Hunter nó chỉ gọi là phụ thôi. Ủa, ăn được không? Cái bọn Clive bây giờ nó đang meta đấy anh em. Live Blade Line với một cái hai tia thì nó rất khỏe anh em nhá. Live Blade Line 2 tia rất khỏe trong cái thời điểm hiện tại. Nhưng mà nếu mà anh em có thể chơi cái bộ này thì nó cũng rất là khỏe, cũng phải lấy 2 tia anh em nhá. Cũng phải lấy 2 tia cho Live Blade Line. Đấy. Bộ này thì nó sẽ, nếu mà trong tương lai mà nó ngập tràn ở trong rank ấy thì nó sẽ là cái bộ mà tranh nhau, tranh bài với cả cái bộ Clive đấy anh em ạ. Đấy, sẽ phải tranh bài đấy. Nên là tôi nghĩ là sẽ có nhiều người chơi con Clive Blitzline hơn nếu mà nó thành trend. Và tôi nghĩ là chắc chắn là nó sẽ thành trend thôi sau cái clip ngày hôm nay. Không nói nhiều. Mà nếu mà nó không thành trend thì ngày mai tôi sẽ làm thêm cái clip nữa cho nó thành trend. Tôi ghét cay ghét đắng với cái ông chơi Clive, spam Clive nhá. Tôi cực kỳ ghét bởi cái ông là chơi spam Clive.
Tôi là tôi bỏ bộ cờ lai được mấy hôm rồi đấy. À không, cũng chỉ được một hôm thôi. Hôm qua tôi bỏ cờ lai rồi. Tôi chơi cái bộ cờ lai mà tôi chơi nó bị xuống hố. Tôi chơi bị xuống hố, không ra được cái hai tia cho lai bởi lên lai theo xuống hố thôi. Chơi bây giờ chơi cờ lai ấy mà không có hai tia thì chắc chắn là xuống hố. Đấy, có hai tia thì mới chơi được. Rồi. Ủa, chính ra nhá, trận này nhá, nếu mà tôi chơi Clay cũng được ấy. Đầu game cho nhiều Clay lắm, tôi để ý rồi mà. Mặc dù là con Clay Blade Clay thì nó mới ra một con, nhưng mà những cái con khác thì nó ra nhiều vãi đái luôn. Tôi có khi tôi pick cái con Evil Clay với cả con Hell Clay có khi lại ra nhiều ấy. Trận này Hunter lại không ra anh em ạ, không ra luôn. Bây giờ súng mới lên 2 này. Đấy, nhưng mà 6 Hunter thì vẫn chưa có nha anh em nhá. 6 Hunter thì ở đây nó vẫn chưa có. Trận này là có một thằng Saman và có cả Beat luôn. Có cả Beat, có cả Clay. Mà cái thằng Beat nó quyết tâm nó giữ chuỗi. Xả hết tiền anh em ạ. Căng đấy. Tôi nghĩ là trận đấu này tôi sẽ không lên 9 vội. Dừng lại ở 8 roll thôi. Cắt chuỗi của nó đã. Chưa gặp anh em ạ. Cắt chuỗi đã. Chỉ cần là cắt được chuỗi thôi là có tiền là thoải mái. Roll Light Blade Light 3 sao ở level 8. Chơi ở level 8 thôi anh em ạ. Lên 9 không vội nhá. Lên 9 thực ra lên 9 cũng không hơn. Đấy mà nếu mà phải lên 10 cơ thì mới là 9 Hunter. 9 Hunter kẹp với Light Blade Light ở level 10 thì thôi. Đây rồi. Chơi 6 thôi anh em ạ. Chơi 6 Hunter thôi nhá. Chơi 6 Hunter là được rồi. Chúng ta sẽ roll ở cái level 8 này. Đấy, kẹp ở đây là kẹp Beat vào này. Cái Beat chơi ở level 8 thôi. Tí nữa là có thể là chúng ta sẽ 6 Hunter. 6 Hunter kẹp với lại Blade Light và kẹp Beat nữa. Đấy. Là vẫn được, là chơi ở level 8. Kẹp thêm con gấu vào nhá. Hoặc là có thể kẹp thêm con heo là kẹp đỏ. Nếu mà ra con heo thì kẹp heo là có thêm hai đỏ. Đấy. Chơi kiểu gì cũng được. Chơi như nào cũng được. Rồi. Quan trọng là nó phải ra 6 Hunter, anh em vẫn chưa ra. Hơi đen. Nhưng mà tôi sẽ giữ 50 tiền luôn thôi anh em nhá. Tôi không có xả tiền gấp đâu. Rồi, thằng này thì chắc là thua đó, không ăn được. Khỏe lắm. Clay bây giờ khỏe. Ăn nổi không? À thằng này chưa đủ 6 Clay anh em ạ. Ăn được. Tôi có Ego Seed, có Hunter, mặc dù là chưa đủ 6 Hunter, nhưng mà có Ego Seed và có Beat thì đam nó cũng to. Ok, roll tiếp nào. Hunter ra đi. Một con Hunter nữa nào. Đây rồi anh em ơi, ui vẫn chưa ra, đây rồi, ui đây rồi, Live Blade Live sắp lên 3 rồi này. Nói là sắp thôi nhưng cũng còn 3 con nữa đây anh em ạ. Rồi, thôi cho Live Blade Live vào thôi anh em. 6 Hunter đúng không, bỏ cái này ra. Ok, cứ 6 Hunter như này chưa có Beat. Tôi không roll ra được cái con Auto anh em ạ, cay thật. Phải ra được Auto Hunter để mới chơi được anh em ạ. Ôi tôi chưa chọn nhở. Đây mà, tôi chọn rồi mà, nó đéo ra. Cay nhở, roll bao nhiêu không ra được cái con đấy ạ. Vỏ sò ngon đâu rồi. Giời, chán ấy. Đây, đây rồi anh em ơi. Gặp nó ở đây, gặp nó ở đây. Đây rồi. 6 Hunter, Live Blade Live anh em ơi. Live Blade Live chơi được, yên tâm. Thấy chưa, clear nhanh chưa. Đấy, anh em thấy không. Khỏe chưa, khỏe chưa. Xin nhá. Chuối cộng 10 luôn anh em ơi. Hay quá. Đây rồi. Thôi cứ roll ở 8 thôi anh em ạ. Roll ở 8 thôi. Cứ bình tĩnh. Đây rồi, ui dồi ôi, đây rồi. Đây rồi anh em ơi, Auto Hunter vào thay. Đấy có Beat nữa. Rồi, bây giờ thì mới thực sự là ổn áp đấy. Chúng ta sẽ có là 6 Hunter, 2 Beat kẹp vào ở đây, nó là có cả Ego Seed nữa. Đấy, nếu mà anh em có Wing Ranger thì anh em thay con súng ra là anh em còn có thêm cái bộ Feather nữa. Và cái đội hình như thế này là ổn luôn nha anh em nhá. Ổn để có thể đứng ở level 8 giữ máu để có thể roll được cái con Light Blade Light 3 sao. Sau đó thì up dần lên 9 lên 10 thôi. Cái quan trọng là cái con co lên 3 sao anh em ạ. Đấy, quan trọng con co lên 3 sao. Rồi, rất khỏe nha anh em nhá, clear rất khỏe luôn đấy. Ok. Nhưng mà có một cái quan trọng hơn nữa, đấy là anh em phải có cái hai tia đầu game.
Nếu không là anh em chơi cái bộ này chắc chắn xuống hố anh em ạ. Rồi. Rồi Ron rồi. Lại bullet line. Bắt buộc phải có hai tia anh em nhá. Nếu mà không có hai tia thì anh em đừng chơi. Đấy, đừng chơi. Tôi nói luôn là đừng chơi. Còn anh em có hai tia là anh em chơi được. Anh em chơi được. Rồi chúng ta sẽ qua ra quái này, chúng ta sẽ roll tiếp ở level 8 thôi. À, tôi nghĩ là sẽ đến khoảng 29 chúng ta mới lên 9 đấy. Thậm chí là hơn thế, nhưng không sao hết. Cái quan trọng nhất tôi vẫn nói nó chính là con Line Blade Line nó lên được 3 sao anh em ạ. Line Blade Line lên được 3 sao thì nó sẽ gánh hết anh em nhá. Nó sẽ gánh hết. Không cần thiết là nó phải đủ bộ. Nó chỉ cần co 3 sao thôi. Co 3 sao là được. Đấy. Và nếu mà không lên được co 3 sao thì anh em cũng phải coi chừng nhá, phải hết sức cẩn thận. Trận đấu này cũng có hai thằng nó chơi cửa Line đấy. Nên là thế nào nó cũng sẽ tranh cái bài với tôi thôi. Trận này là có hai thằng tranh bài. Chưa đủ 9 Hunter anh em ạ, đang thiếu một con. Ok. Cứ thế thôi anh em, kể cả 9 Hunter thì tôi nghĩ là cũng không lên là cho nó lên 9. Sau đó bỏ Line Blade Line ra đâu. Như thế là chúng ta phải lên 10 chúng ta mới kẹp được vào. Đấy, nên là tôi nghĩ là cứ như này thôi là ổn. Trong cái trường hợp mà anh em mất nhiều máu quá thì anh em bỏ con gấu ra, anh em kẹp con heo vào nhá. Có thể trong những cái trường hợp mà trong những cái trận đấu mà đối thủ nó sẽ đẩy rất gắt đấy. Sẽ có những cái trận đấu mà đối thủ đẩy rất gắt. Trận này có thằng Beat được chơi co là cái con Fallen Witcher, và bây giờ nó cũng đã đủ bộ 6 bit rồi. Ngoài ra nó có kẹp thêm một con cây 3 sao rất to luôn. Sổ vào nhanh lắm. Bọn Clyde này thì cái tầm này chúng ta chưa chơi được anh em ạ. Bọn Clyde này nó sổ vào thì chắc chắn là Hunter không có cửa rồi. Chúng ta đang chơi Hunter mà. Đấy. Chúng ta sẽ phải đợi cho co lên được 3 sao và có cái hàng tăng ở phía trên, khống chế phía trên. Cụ thể ở đây nó sẽ là con nhện và con Tsunami cũng như là con Siren. Không có những con khống chế thì cái bộ Hunter ở phía trên nó sẽ rất mỏng. Và nó sẽ bị bớ vào cái hàng co rất nhanh. Nhưng mà nếu mà chúng ta có đủ khống chế thì co nó sẽ đủ thời gian để nó có thể gây đam. Đấy. Trong trận đấu này còn có một thằng Assassin trông khá căng đấy nhá. Con gấu chỉ còn một con nữa thôi. Là lên được 2 sao. Hy vọng là 13 máu thì nó chết đi, chứ còn để nó lật kèo thì ra gấu là nó có thể lật kèo và nó sẽ là cái mối họa của tôi. Khi mà tôi chơi Hunter rất sợ Assassin. Chơi Hunter là rất sợ Assassin nha anh em nhá. Hunter ấy ở cái đoạn giữa game thì nó có thể sợ bọn Clyde. Đây này, tầm này lại không sợ nữa này. Ở cái đoạn giữa game thì nó có thể sợ bọn Clyde, nhưng mà late game thì không sợ đâu. Late game thì không ngại Clyde anh em ạ. Hunter nó chỉ sợ Assassin thôi. Còn nó không có ngại với bọn Clyde. Rồi. Chúng ta sẽ roll ở level này đâu. Rồi bình tĩnh nhá, đập trứng đã. Từ đã có slot để có thể là... Ui, tôi chết rồi. Vẫn thiếu slot này. Lồn tiếp vậy. Ui, ra cái gì đi. Tôi chết tôi rồi. Ui, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mày quá. Thôi được. Chúng ta bỏ gấu đi thôi. Anh em ạ. Đang thọt tiền. Có cái con này 2 sao mà nó cũng tăng cơ và nó cũng khống chế được. Nó cũng làm tăng phía trên được rồi. Ok. Thằng này có 11 máu, đẩy nó chết đi nhá. Chết không, chết không, chết không. Ua. Ua. Con gấu 1 sao ạ. Con gấu 1 sao anh em ơi. Dã man. Con gấu Assassin 1 sao. Trời họa rồi. Để nó lên level 9 nó đủ bộ rồi anh em ơi. Họa rồi. Làm thế nào bây giờ? Quả vừa rồi mà tôi kết liễu của nó thì có thể là tôi trừ được cái hậu họa ở tương lai đấy. Nhưng mà tôi lại ra vừa rồi tôi lại đứng tụm lại, tôi chết tôi rồi. Thế này thì nguy hiểm quá nhở. Late game quả này thì hơi sợ nhở. Bị con gấu Assassin nó xô vào anh em ạ. Càng đấy. Bộ này thì nếu mà trước khi co lên được 3 sao và
Và đủ bộ thì cái hàng phía dưới của nó thì khá mỏng. Hàng phía trên thì nó cũng không có, không có nhiều máu để có thể trụ được. Ui ôi, gặp cả bọn 9 warrior. Tôi gặp 9 warrior tự đánh vào tự lăn ra chết ạ. Đấy lại phải cảnh báo cho anh em, trong những cái trường hợp như này tôi chết tôi rồi, gần 12 máu anh em ơi. Ôi rồi ôi. Trong những cái trường hợp như này khi mà trong trận đấu có nhiều warrior, 9 warrior nữa thì anh em đừng chơi nhá, súng hố đấy. Súng hố đấy anh em ạ. Nhiều warrior là không chơi ở đâu, bởi vì là vốn dĩ 9 hunter nó cũng đã sợ warrior rồi. Nó đã sợ 9 warrior rồi, xong rồi lại còn kẹp lại bloodline, lại co lại càng sợ nữa. Đánh vào tự lăn ra chết thôi. Đấy. Rồi chuyện này mà tôi gặp warrior một lần nữa hay tôi gặp assassin một lần nữa chắc tôi bay màu mất anh em ạ. Ôi rồi còn có 12 máu, chịu nổi round nữa không? Round vừa rồi là tôi bị đẩy hình như là 18 máu hay là 20 máu gì đấy đi phải. Vai cướp thật đấy. Hết hồn anh em ơi, mà tôi bộ này nó phải đánh ở level 10. Khó anh em ơi. Bộ này lên level 10 thì trụ làm sao được nhở? Ui sai link này, không nha anh em nhá, không chơi. Bây giờ hết tiền ra live bloodline thôi anh em ạ. Hết tiền live bloodline 3 thôi. Một con nữa. Ra đi. Chết tôi, còn lại 4 tiền thôi. Ui, hết tiền rồi, ra đi. Ui, đây rồi anh em ơi. Sống và hết tiền anh em ạ. Mặc dù là tôi ra được cái con live bloodline rồi nhưng mà làm sao để tôi có thể lên được 10 đây? Trời ơi, khó quá. Làm thế nào mà tôi có thể lên được 10 đây? Chết rồi. Căng quá anh em ơi. Khó thật sự đấy anh em ạ. Bây giờ tôi vẫn đang ở 8. Chưa đủ bộ. Rồi, gặp Clyde. Gặp Clyde ăn nổi không? Live Bloodline đã lên được 3 sao. Rồi anh em nhá. Ok. Với thằng Clyde là ăn được. Bắt đầu ổn ở đây anh em ạ. Đấy tôi nói rồi, lên được live bloodline lên 3 sao. Nó ổn lắm anh em ạ, nó ổn lắm luôn ấy. Đấy. Anh không thấy ổn không? Ổn chưa? Rồi. Đấy bây giờ là chúng ta chỉ có bây giờ khẩn làm thế nào để không gặp assassin thôi anh em ạ. Hay làm thế nào để không gặp cái thằng 9 warrior thôi, chứ còn bây giờ tôi đang cầm cái ba tia đấy nhá anh em nhá. Ui dồi ôi, 9 warrior là có con 7 rồi kìa. Vai. Đồ kìa anh em, nhìn đồ nó kìa. Thôi sao xong rồi anh em ơi. Ui dồi ôi, đừng gặp warrior nhá. Gặp warrior là tôi xác định là đóng hòm luôn đấy anh em ạ. Gặp warrior là xác định đóng hòm luôn đấy. Còn thằng assassin nó chỉ còn có một trái trứng nữa thôi. Là nó lên được cái con assassin, con gấu assassin lên được 2 sao. Thôi tôi cũng đóng hòm luôn. Ui dồi ôi anh em ơi, đéo hiểu kiểu gì ạ. Gặp cái thằng 9 warrior thì chết tôi rồi. Ôi rồi ôi, live bloodline mất máu rồi kìa. Ôi rồi ôi, nó bớ vào. Cố lên. Được không? Giết được con nào hay con đấy. Bạn ơi. Ui được quá nhở. May quá anh em ạ. May quá. Mất 3 máu thôi. Rồi nhưng mà làm thế nào để lên được 10 đây, khi mà bây giờ tôi mới chỉ có 19 tiền. Mà tôi còn lâu rồi mới lên được 9 anh em ạ. Chết tôi rồi. Làm nào để lên được 10 bây giờ nhở? Trời ơi, còn xa lắm. Đường đến thành công nó còn xa lắm anh em ơi. Ôi dồi ôi, lên cái kiểu gì bây giờ? Lên 10 bây giờ là nó sơ là phải 80 tiền mới lên được 10. Tích cái kiểu gì được 80 tiền đây? Khó quá anh em ạ. Bây giờ tôi cũng chả làm gì, tôi chỉ tích tiền thôi. Chứ còn bây giờ tôi roll thì tôi xuống hố thôi anh em ạ. Rồi gặp Clyde ăn được. Thằng này ăn được. Hay quá. Đừng có gặp assassin nhá. Đừng gặp assassin và đừng có gặp thằng warrior nữa. Bây giờ chỉ khấn cho nó gặp beat với cả gặp cái bọn Clyde thôi anh em ạ. Clyde giờ ăn được. Clyde giờ chấp cả meta luôn. Ui đây rồi anh em ơi, súng này. Súng 3 này. Đập trứng luôn thôi nhở. Dậy chết thôi anh em ơi. Không, đập trứng luôn anh em ạ.
Chứ còn bây giờ mà giữ lại cho cung đen thì chắc cũng chết đấy. Không được đâu anh em nhá, phải đập cho xuống luôn. Và bây giờ tôi sợ gặp cái thằng assassin lắm thế này. Mẹ nó, cái thằng assassin bây giờ nó lại đang còn có chuối cơ. Vai nó khỏe tê nhờ. Thôi chết tôi rồi, làm nào giờ? Đừng có gặp assassin nhá. Rao này có gặp assassin không nhở? Có một cái linh tính mách bảo tôi là cái rao này là gặp assassin đấy anh em ạ. Có phải không? Liệu rằng có lộn cái con Liberty lên trên không nhở? Tôi cảm giác là hơi sợ ở cái rao này. Không phải, may quá anh em ơi. Gặp beat, hay quá, gặp beat thì được. Gặp beat thì ăn tốt anh em ạ. Gặp beat thì ăn tốt. Rồi. Ơ, đừng bảo không ăn được thằng này nhá. Ăn được chứ. Ok. Gặp beat là ăn được anh em ạ. Đẩy thằng beat 17 máu luôn kìa. Chính ra nhá. Anh em có nhận ra điều gì không? Nhận ra là cái bộ này ấy, cái bộ mà Liberty kẹp với cả Hunter ở này, nó counter vào cái meta này đấy. Anh em có thấy không? Nó ăn được cả beat, nó ăn được cả Clive thì rõ ràng là nó counter meta rồi. Meta beat, meta Clive mà. Đúng không? Đấy, thế nên tôi mới nói rồi. Tôi nghĩ là cái bộ này sau cái ngày hôm nay tôi ra clip, thế nào là nó cũng thành trend luôn. Đảm bảo với anh em luôn, không nói nhiều nhá. Còn cái bộ cái bộ assassin kia thì, hay là cái bộ warrior, có tăng nào chơi mấy đâu, ở trong rank có ai chơi đâu. Đấy, gấu assassin thì cũng phải lên được 2 sao, cũng phải câu được ra gấu thì mới chơi được cơ. Đấy, chứ còn bình thường chiếc cáo thì vẫn ăn được bình thường. Gấu assassin nó mới mạnh, chứ còn con cáo thì tôi lại chẳng ngại. Con cáo tôi cứ tách đội hình ra thôi, nó chọc không chết được đội hình thì một lúc là clear hết mà. Quan trọng là cái con gấu assassin nó ra ấy, thì nó cái bộ assassin nó mới mạnh. Chứ còn bộ assassin mà nó gặp cái bộ Clive hay gặp bộ beat bây giờ thì cũng lậy bố thôi. Anh em ạ, lậy thôi. Chứ còn làm gì có cái cửa ăn được beat với Clive. Nó phải xanh lắm, phải ra gấu assassin cơ anh em ạ. Bộ assassin nó còn cần nhiều thứ lắm. Nói chung là cái bộ đấy nó cần nhiều thứ. Rồi, bây giờ tôi còn có cả cái cấp điên cơ. Rồi, lên 9 đã anh em. Cứ đánh an toàn lên 9 đã này. Đấy, lại còn 17 tiền. Phải tích 50 tiền mới lên được 10. Đấy, sống sót được khoảng 6 round nữa thì là chúng ta lên được 10 đủ bộ anh em nhá. Thì lúc đấy thì là mới là vô đối. Còn bây giờ thì tôi nghĩ là chúng ta phải sống sót qua cái round này đã. Round này là cái round mà gặp bọn assassin này anh em này. Mẹ ơi, sống nổi cái round này không nhỉ? Còn có 12 máu. Đéo đâu, còn có 9 máu. Vừa mới gặp bọn Warrior nó đẩy cho mất 3 máu nữa. 9 máu này mà gặp Warrior thì chắc là dễ đi lắm này. Đấy, nhưng mà gặp cái thằng Assassin thì cũng khả năng cũng đi hẹo rất là cao. Không biết là có thể sống sót được cái round này không anh em ơi. Assassin nó bay xuống kia. Ok. Nó dồn đồ cho cáo, vẫn chơi được. Vẫn chơi được bạn ơi. Cáo tôi bảo rồi, cáo tôi không sợ. Cáo tôi không ngại. Ok bạn ơi. Mất tí máu. Úi dồi ôi, còn 4 máu. Quả này gặp Warrior chắc đi luôn anh em ơi. Thôi sợ tôi rồi. Chết tôi rồi. Làm nào bây giờ? Làm nào bây giờ, sống nổi không nhờ? Bây giờ tạm thời an toàn với cái bọn assassin đã này. Đấy, tôi đã ghép khá nhiều đồ hút máu ở đây rồi. Không biết là gặp Warrior bây giờ thì có đi không nhỉ? Gặp Warrior bây giờ thì cũng không biết được nữa anh em. Bây giờ chỉ có dựa vào số phận thôi anh em ạ. Dựa vào độ may mắn thôi. Tầm này thì bây giờ tôi cũng không biết được thế nào đâu. Tôi còn 4 máu. Ôi, làm nào để có 50 tiền để up 10 đây. Lên 10 thì nó khác nha anh em nhá. Lên được 10 ấy, thì cái hàng của tôi nó sẽ siêu khống chế, thì nó cực mạnh. Đấy, nhưng mà bây giờ chúng ta đang ở 9. Chưa đủ bộ anh em ạ. Chưa đủ bộ, lên 10 cơ. Khó lắm. Ui, gặp Warrior luôn này. Ôi mẹ ơi, con 72 kìa. 72, ơ 72. 72, ui dồi ơi anh em ơi. 72 này, Doom 2. Ừ, đi luôn. Ui dồi ơi, tôi đâu có ngại cái bọn 9 Warrior đâu. Đấy là tôi chỉ coi như là khóc một tí thôi cho anh em vui thôi. Chỉ còn tôi biết thừa cái tầm đồ như này ở late game rồi anh em ạ. Đồ này thì sợ quay gì, ngại quay gì cái bọn Warrior. Anh em thấy không? Ui, lên top 3 này. Ui giời ơi. Thế còn một round nữa thôi anh em ạ.
Rao lửa là chúng ta lên được 10 rồi. Rao lửa lên được 10 rồi anh em ơi. Cố sống luôn rao này, đừng có gặp thằng Assassin nhá. Mẹ ơi, sợ quá anh em ơi. Không biết là rao này gặp thằng nào luôn ấy. Vừa lấy chết hai thằng anh em ạ. Tôi cứ để cái con này lên cao cao một tí cho nó an toàn này. Không là khả năng bị bớ vào là chết rất là nhanh này anh em này. Sợ quá anh em ơi. Khả năng là rao này là tôi đang nghi lắm là gặp cái thằng Assassin lắm anh em ạ. Cái thằng Beat thì không sợ. Cái thằng Beat thì nó gặp tôi thì nó chết tôi. Nhưng mà còn cái thằng Assassin thì thực sự rất sợ. Đây rồi, ủi mày thế. Gặp thằng Beat anh em ạ. Beat thì thoải mái bạn ơi. Ui rồi cáo này. Cáo ơi chúng tôi. Cáo này hay quá anh em ơi, lên được 10. Ồ ồ ồ ồ. Thế thì nó lại khác anh em ơi. Kìa gặp thằng Assassin nó đấm tôi kìa anh em kìa. 11 máu anh em ạ. Rao này ra 34 anh em ơi. Thôi chết tôi rồi. Lên được 10 thì lên được 10 thật đấy. Nhưng mà ăn kiểu gì được cái thằng Assassin nhờ. Ui cái gì kia. Con Ember, cái con gấu Assassin nó lên được 2 sao rồi kìa. Ui dồi ôi. Tại sao định mệnh. Sao lại cái rao mà tôi gặp cái thằng Assassin nó lại lên được cái con gấu Assassin lên 2 sao thế kia. Chết tôi rồi. Cái bọn này thì nó làm sao mà nó chịu được một cửa. Chỉ một cửa lòng thôi là cắt cổ đứt chết hết tôi. Ồ chịu làm sao được. Cái tôi bảo coi con cáo tôi còn ăn được. Cái con gấu làm ăn được cái kiểu gì. Ôi thôi con gấu kìa. Con gấu có đồ Kira. Thôi xong rồi. Đỡ làm sao đây bạn ơi. Chịu rồi. Chịu rồi bạn ơi. Được không được không. Nhưng mà vẫn chết. Con này lọt 4 máu. Ui nhưng mà tôi top 2 anh em ạ. Ôi rồi ơi anh em ơi. Cay nhờ gặp cái thằng Assassin. Thực ra nếu mà nó là cái con cáo thì tôi chắc chắn là tôi vẫn ăn được đấy. Nhưng mà nó lại là cái con gấu Assassin anh em ạ. Thì thôi chịu thôi. Chịu thôi. Đấy anh em thấy không. Mạnh chưa. Mạnh chưa. Top 2 đấy. Anh em thấy không. Đấy là tôi là còn có 9 máu và tôi lật kèo từ top 6 ấy. Tôi vươn lên ở vị trí top 2 đấy. Khi mà tôi lên được live deadline lên 3 sao. Mạnh chưa. Anh em thử đi nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để anh em xem cái nguồn gốc mà tôi làm cái bộ này. Đó là tôi đã xem một cái đối thủ chơi cái bộ này và tôi đã coi như là học và làm theo. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một cái siêu phẩm bài toán khó cho anh em. Một cái bài toán mà không có lời giải anh em nhé. Hay lắm tin tôi đi. Anh em xem nếu anh em chưa xem. Và cuối cùng nếu mà anh em yêu quý Tuấn Cơm, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.